Dạ. TV256 xin mến chào quý anh chị em trong diễn đàn nha. Hôm nay TV256 xin chia sẻ với anh chị em về về những gì mà những người cộng sản mà đưa ra nhiều cái comment mà mỗi lần mà họ đọc thấy những cái mà video clip của TV256 đó. Họ có cái lời còm, cái những lời còm rất là gọi là sự thật, họ toàn là chữ bậy thôi. Tất cả các lời còm TV256 coi như gần như là gặp tất cả những lời còm gọi là chữ bậy thôi. Chửi rồi cá nhân TV256 chửi rất là thậm tệ, mà họ dùng biết bao nhiêu danh từ đó là tục tiểu, phải nói như vậy. Những cái comment như vậy, sự thật thì TV256 đã chịu đựng lâu lắm rồi, chịu đựng từ hồi nào tới giờ gì rồi, mà không phải chỉ có những comment ở trên YouTube hoặc là Facebook đâu. Thời xưa đó là TV256 chơi trên trên cái diễn đàn nó gọi là SCV đó, Social Culture Vietnamese, thì cái diễn đàn nó cũng có cả hàng chục ngàn người ở đây, khắp mọi nơi ở trên thế giới. Thì TV chơi trên đó thì TV hiểu được rằng là những cái lời mà comment đó của tất cả mà quý anh chị em mà ở trong nước đó, thì còn là trách những người hải ngoại là tại sao lo cứ tiếp tục lo là chống phá cái nước Việt Nam này, để cho tôi yên đi, thấy không? Toàn là chỉ những cái lời mà TV thấy nó phải là sai lầm. Thành ra hôm nay TV muốn muốn lên tiếng về cái vấn đề đó. Sự thật làm sao mà quý anh chị em trong nước mà có thể trách một người giống như TV256 mà gọi là nói rằng là TV chống phá đất nước. TV256 không có muốn đất nước phát triển. TV đâu có làm cái chuyện mà rảnh hơi như vậy. TV256 rồi là thương gọi là cái quốc gia Việt Nam này cũng hơn bất cứ, có thể mình nghĩ là cái lòng yêu nước của mình thương hơn mọi người gần như vậy. Tại vì đó TV256 rất là miệt mài cái cuộc đấu tranh suốt mấy chục năm qua, có thể là 40 năm qua rồi chứ đâu phải là mới đây đâu. TV256 viết rất là nhiều bài, nhưng mà sự thật tất cả đều phát xuất từ từ trái tim, từ cái lòng yêu nước của mình, chứ không có thể được gọi là TV là chống phá đất nước. TV256 là người Việt Nam mà, làm sao quý anh chị có thể mà kết án TV256 là một người đi chống phá đất nước được? Xin lỗi quý anh chị em. Rồi nói rằng là TV256 rồi là gọi là bị mua chuộc bởi cơ quan phản gián rồi là CIA nữa. Nói mình là người CIA, là CIA là trả tiền cho TV256 để viết bài. Mình đâu có làm cái chuyện đó bao giờ đâu, thưa quý anh chị em. TV256 thưa thật với quý anh chị em trong nước đó rằng là TV chưa từng nhận một đồng tiền gọi là nhuận bút của mình hết. Mình viết cả ngàn bài, báo chí đăng rất là nhiều, nhưng mà chưa bao giờ mình nhận một tiền, một đồng tiền gọi là nhuận bút. Mà cái bài viết của mình á, lúc nào á phía dưới bài đó quý anh chị em thấy đều là TV256 đều bỏ cái câu chuyện là xin phổ biến tự do, là TV256 muốn là với cái lòng của mình gọi là mong cái bài viết của mình được phổ biến đến tất cả người trong nước hiểu được những tấm lòng của TV256 đối với quê hương đất nước này. Đó là một cái tình yêu thương đất nước chân thành,
bất vụ lợi. Làm sao mà các quý anh chị em trong nước lại khi đưa ra những cái lời comment là kết án TV 56 là một người chống phá đất nước được? TV đâu có làm chuyện rỗi hơi đó. Nếu mà TV có chống là TV chống những cái đảng Cộng sản Việt Nam. Có chống là chống cái đảng Cộng sản Việt Nam, chứ TV 256 hoàn toàn không bao giờ chống lại cái đất nước của mình. Đất nước của mình thương yêu không hết mà làm sao mình có thể chống được, thưa quý anh chị em. Thành ra cái câu mà gọi là nói rằng là TV 256 chống phá đất nước thì cái câu đó, đó nó không có trung thực, nó không có đúng. Đất nước mình mà ai lại không muốn phát triển, nhưng mà phải nói là mình nhìn thấy được, mình ở bên ngoài mình thâu lượm được tất cả những tin tức hai chiều, nó không phải giống như người trong nước. Người trong nước đó có thể họ họ thâu lượm cái tin tức có một chiều à. Thành ra tin tức một chiều như vậy đó thì họ có những cái ý nghĩ của họ nó sai lệch đi. Nó sai lệch đi là nó cứ nghĩ rằng là những người mà ở hải ngoại mà tham gia đấu tranh cho cái đất nước mình thì họ cho rằng là đó là những người gọi là bán nước hoặc là những người chống phá đất nước. Sự thật dòng máu Việt Nam nó chảy cuồn cuộn ở trong trong người của TV256 thôi, không có thể nào mà gọi rằng là chống phá đất nước được. Làm sao mà chống phá đất nước được? Mình là người Việt Nam mà mình không yêu thương đất nước mình, làm sao mình chống phá đất nước mình? Mà phải nói mình hiểu biết được cái chế độ cộng sản nó tàn ác với người dân, mình hiểu được những cái mưu mô mà từ trong quá khứ cho lẫn tới hiện tại. Thành ra đó, nếu mà có nói mình chống á, thì có một điều mình chống, đó là mình chống cái đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đảng Cộng sản này đó là cái đảng tội ác, cái đảng nó đang cầm quyền, nó đang cầm quyền ở điều 4 hiến pháp. Đó là cái đảng tội ác, là cái điều mà TV chống, chứ không phải là chống phá cái đất nước mình. Và TV có thể vạch ra tất cả các tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam để cho quý anh chị em trong nước hiểu. Quý chị em trong nước hiện tại đó đang sống trong một cái thế giới một chiều. Các anh chị em trong nước đang sống trong cái thế giới một chiều. TV nhấn mạnh lại như vậy. Từ nhỏ tới lớn đó, các anh chị em sống qua cái sự mà tuyên truyền, cái sự mà giáo dục độc hại, giáo dục mà tẩy não của quý anh chị em từ lúc mà các quý anh chị em còn nhỏ kìa, còn 3 4 tuổi 5 tuổi vào trường mẫu giáo rồi vào lớp 1, lớp 2, lớp 3. Bây giờ quý anh nhớ tới tất cả những cái ngày tháng quý anh chị em vô ở trong trường đó, trở thành một 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 người thiếu nhi là vàng khăn đỏ. Các anh em được dạy gọi là yêu mến ông Hồ Chí Minh, và các anh em được dạy kêu gọi bằng bác nữa, coi như là một thánh nhân, một người vĩ đại của đất nước đó. Thành ra đó, các anh chị em khi mà ở trong nước nghe cái video này đó thì phải hiểu rằng suy nghĩ lại coi cá nhân mình đó có bị đầu độc bởi cái đảng cộng sản không. Mình cứ suy nghĩ lại và đặt câu hỏi, và mình sẽ biết được sự thật nó nằm ở đâu. Rồi mình nghe cái loa phường nó nói thế nào suốt trong cái quãng đời thơ ấu của quý anh chị em cho đến lúc trưởng thành. Có thể quý anh chị em hiện hiện tại là 30 tuổi, 40 tuổi hoặc 20 tuổi, 25 tuổi, quý anh chị em chỉ có cần suy nghĩ thôi. Mình nghe cái loa phường đó bao nhiêu lần rồi trong cái quãng đời của mình, thấy không?
mà cái loa phường đó lúc nào nó cũng kêu inh ỏi, đúng không? Sáng sớm từ 6 giờ sáng là nó đã bắt đầu nó bắt loa lên rồi, mà không phải riêng ở trong cái vùng của quý anh chị em ở đâu, mà cả toàn nước, toàn nước chỗ nào cũng có loa phường hết đó. Và bây giờ đó nhiều người người ta than phiền lắm, người ta than phiền và người ta nói đây là cái việc mà vi phạm nhân quyền, là con người ta đó có cái quyền gọi là muốn được an tĩnh, muốn được im lặng, muốn được nghỉ ngơi, chứ không phải là các anh em cái lấy cái loa phường đó ra rồi các anh em giọng vô lỗ tai người ta, bắt người dân phải nghe như vậy. Đó là vi phạm nhân quyền, đó là cái tội ác mà TV muốn chia sẻ cái điểm đó. Ở trên thế giới ngày nay không còn cái loa phường nữa, không có ai có cái loa phường nữa, mà không phải là mới đây vài năm đâu mà hàng chục năm rồi, hàng chục năm rồi TV chưa từng nghe mà một cái quốc gia nào có cái loa phường nữa. Mà cái loa phường đó nó nhồi vô lỗ tai của quý anh chị em hàng bao chục năm rồi. Một người mà trưởng thành 20 tuổi là cũng nghe rồi, là 20 năm, 20 năm cái loa phường đó nó cứ văng vẳng bên tai quý anh chị em, có thể là từ 6 giờ sáng cho đến đến 11 giờ trưa, rồi nó lại bắt đầu từ 1 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều. Mỗi ngày nó cái loa phường nó cứ tiếp tục như vậy. Thử hỏi quý anh chị em mà không có trở thành mà sai lầm á, mới là điều lạ đó. Tất cả quý anh chị em đều hiểu ngược lại đó. Thì vì nói thẳng với anh chị em đó, quý em chị em trong nước đó đều hiểu ngược lại với những người mà ở hải ngoại đó. Cái gì đó quý chị em được nghe một chiều mà quý chị em không biết quý chị em đang nghe một chiều, mà quý em chị em có cái sự suy nghĩ một chiều mà quý anh chị em hoàn toàn không biết mình suy nghĩ một chiều, lại quý anh chị em lại phán đoán những người hải ngoại là hoàn toàn không có biết gì về Việt Nam. Mới anh chị em đặt câu hỏi đối với người hải ngoại rằng là các anh về Việt Nam chưa? Các anh đã về Việt Nam để thấy phát triển vĩ đại chưa? Đó là những câu nói đối với người hải ngoại chúng tôi nói thiệt thấy rất là ngây thơ và thấy rất là tội nghiệp. Chúng rất tội nghiệp ở người trong nước. Chúng tôi hiểu được các anh chị em trong nước là đang bị nhồi sọ, đang bị tuyên truyền rồi là độc hại, toàn là những lời dối trá, đa số là như vậy. Những lời mà của cái loa phường của Đảng Cộng sản đưa ra là những lời gần là bịp bợm rồi dối trá. Mà không những quý anh chị em nghe cái loa phường mỗi ngày, mà quý anh chị em còn nghe tivi, nghe rồi là đọc báo nữa, nghe truyền hình rồi truyền thanh nữa. Bởi đó, nói thiệt TV rất thương cái người nhạc sĩ mà tên là gì ta, nhạc sĩ cái gì Tuấn đó, Bảo Tuấn này. Ủa? Là lãnh tụ gọi là nhất thiên hạ gọi là Hồ Chí Minh. Sự thật TV chứng minh điều đó, không có khó gì 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 đó. Nếu mà quý anh chị em chỉ có nhìn sơ qua tất cả các nước cộng sản thôi, nước nào nó cũng vậy, gọi là dân tộc nó y như vậy, giống như là nước Tàu thì nó vậy, gọi là dân Hồ Chí Minh rồi. Nước khác không có độc tài, không có những cái người mà vĩ nhân như vậy. Vĩ nhân ở trong mặt mặt kép đó, là họ sự thật là họ không phải là vĩ nhân như là quý anh chị em nghĩ.
mà họ là những đồ tể giết người. Theo cái quyển sách đen của thế giới là người ta đã ghi nhận, mình cũng không hiểu được. Có thể là mới đây thôi, lần đầu tiên đó, cái đó nói thật, lần đầu tiên TV nhận được cái comment của một cái người có thể tuổi trẻ thôi, họ rất là có thể họ cái comment của họ rất là niềm nở, nói thưa, họ dùng chữ thưa chú trong cái cuộc đấu tranh của TV 26 suốt 40 năm, gần 40 năm như vậy. TV nghe được một cái lời tâm sự của một người ở trong nước. Họ người đó họ cuồng đảng, họ cuồng hồ. Nhưng mà họ có một cái trái tim nhân hậu. Là họ nói: "Thưa chú TV 26, cháu muốn biết điều này, cháu muốn biết điều kia. Tại sao chú TV 26 rồi là mình, tại sao là mình chống đảng như vậy? Tại sao mình chống phá đất nước như vậy? Tại sao mình chống Hồ Chí Minh là người mà cả thế giới thương yêu như vậy?" Thành ra khi mà TV nhận được cái comment của cái người bạn trẻ trong nước đó, nói thiệt TV vô cùng xúc động luôn. Đây là lần đầu tiên mình nghe một tiếng nói một người bạn trẻ, mà tại vì trẻ là tại vì gọi cái TV bằng chú đấy. Mình cảm thấy mình rất là sung sướng. Cái hôm đó nói thiệt TV rất là sung sướng. Và TV thấy được có một người bạn trẻ mà ăn nói rồi là lịch sự. Thấy không? Thành ra đó, khi mà người bạn trẻ hỏi về những cái điều mà mình cho rằng là mình sai trái đó, thấy không? Mình chống phá đất nước đó, thì TV cắt nghĩa cho bạn trẻ nghe. Bạn trẻ nghe, TV viết một cái bài rất là dài mà thật là không may tự nhiên cái máy nó bị reset rồi, mất toàn bộ bài luôn, rồi nó mất đi, rồi mình cũng biết mình trả lời cho ai nữa, khổ không. Suối gì đâu mà lần đầu tiên mình gặp được một người trong nước như vậy, mình rất lấy làm vui. Ngày hôm đó rất là vui, mình thấy trong nước có một người mà đối xử với mình mà kêu mình bằng chú. Còn bao nhiêu hàng trăm hàng ngàn lời comment đều là chửi, chửi mà chửi rất là thậm tệ, rất là tục tiểu. Mà TV hứa với quý anh chị em trong đó, đó là TV sẵn sàng gọi là để những comment đó không bao giờ delete, không bao giờ xóa đâu. TV chủ trương là không bao giờ xóa những comment đó. Tại vì TV hiểu ra là những người mà cộng sản như thế đó, đó là những người nạn nhân. Nạn nhân của cái chế độ cộng sản, nạn nhân của chế độ nhồi sọ. Thì tại sao mình lại phải ghét họ? Họ đâu có, họ bị bắt buộc, họ phải nằm trong cái hệ thống mà xã hội chủ nghĩa như vậy. Họ là nạn nhân của cái chế độ cộng sản. Mà tại sao chúng ta phải xa lánh họ? Tại sao chúng ta phải unfriend họ? Tại sao phải chúng ta phải block những gì mà họ phát biểu? TV không đồng ý. Lẽ dĩ nhiên là quý anh chị em có quyền quyền khóa những cái nick mà chửi bậy để mà có thể làm trong sạch cái diễn đàn. Thì TV cũng đồng ý quý chị anh chị như thế thôi. Mà riêng cá nhân của chúng TV 26 thì TV hành xử bằng cách cứ để cho họ viết những lời mà theo cái họ suy nghĩ. Và nếu mà TV 256 thấy là mình phản biện được cái lời đó đó, thì mình lên tiếng mình phản biện thôi. Chứ nhất định TV không xóa những cái comment đó, vẫn để những comment đó cho họ post tự nhiên. Tại cái vấn đề này là cái vấn đề của cá nhân mình. Mình phải giải quyết cái vấn nạn đó. Mỗi người đều thấy cái trách nhiệm của mình giải quyết cái vấn nạn đó đối với cái giới trẻ, đối với những cái giới mà bị
cuồng hồ, cuồng đảng. Họ nghĩ rằng đảng là trên hết. Đó, tại vì thấy một cái trường hợp xảy ra đó, tại vì thấy một người mẹ không chấp nhận được, là chứng tỏ rằng, nói thật, TV cũng có cái lời khen đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam TV khen tặng họ là họ áp dụng cái chính sách tẩy não rất là đặc biệt, nhưng mà rất là xui cho họ, phải nói rất xui cho họ là họ gặp phải hệ thống computer nó phát triển, những cái mạng nhện internet nó phát triển, cái Yahoo phát triển, rồi cái Google phát triển, rồi đến cái Facebook phát triển, rồi đến cái YouTube phát triển. Nó lộ ra hết. Tất cả những sự giả dối nó lộ ra hết, bị gì bởi những cái sự thật. Họ không thể nào họ chịu đựng nổi. Và ngày nay đó là chúng ta nó thấy một cái sự bùng phát về thông tin, bùng phát về livestream. Chúng ta thấy bùng phát những cái người phụ nữ nghe nhiều và tin tưởng rằng và hiểu được rằng mình đang bị đầu độc bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sự thật. Hôm nay là những cái lời TV256 muốn chia sẻ, đó là thông điệp gửi đến quý anh chị em ở trong nước. Mình hãy tự vấn lại cái trí của mình, cái sự suy nghĩ của mình từ hồi nhỏ đến lớn. Thì khi mình suy nghĩ và mình đặt cái câu hỏi và mình tìm hiểu thì mình sẽ biết rằng là mình có bị đầu độc hay không. Sự thật là vậy, đơn giản thôi. Đó, mình xem cái loa phường, mình nghe cái loa phường bao nhiêu năm rồi. Rồi mình đọc mình xem những cái bộ phim về của Trung Quốc cho miền Nam. Thấy không? Mà giàu có cho miền Nam nữa. Quý anh chị em thấy có khi nào mà người dân Việt Nam Cộng Hòa mà chửi lại cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa không? Tại sao họ thương mến cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa vậy? Là tại vì họ biết rằng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là những cái chế độ yêu nước, dân. Đơn giản thôi. Rồi tại sao những người hải ngoại lại các anh cho rằng là chống phá đất nước? Sự thật ấy, một cái đất nước á, mà hành xử tốt đẹp với người dân thì đừng có bao giờ sợ. Một cái đất nước mà hành xử tốt đẹp với người dân thì làm sao mình sợ người dân chống đói? Không, tất cả những cái gì đó là nhà cầm quyền, mình là người lãnh đạo, mình có quyền hành, mình có quyền hành trong tay, mình có thể đăng ra những cái chính sách tốt đẹp cho người dân. Phải không? Mình mang ra đủ cái chính sách tốt đẹp cho người dân thì làm sao người ta dân chống mình được. Thành ra đó, quý chị em có cái sai lầm á, là quý chị em trong nước đó chỉ trích những người đấu tranh hải ngoại là những người chống phá đất nước. Cái đó là sai lầm. Chống phá đất nước hay không đó là do ở nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền tạo ra những cái chính sách sai lầm, cái những chính sách phân biệt, những cái chính sách chia rẽ, thì tự nhiên là gặp cái sức gọi là phản kháng của người dân thôi. Chứ TV256 là xa đất nước, gọi là nửa dòng trái đất,
khùng hay sao đi chống phá quê hương mình. Mình đâu rảnh hơi mà chống phá quê hương mình, phải không? Nhưng mà phải do, tất cả là do cái chính sách. Cái chính sách, thí dụ thôi, thì vì cái chính sách giống như là khi nào mà người Việt mà vào cái nghĩa trang An Bình đó, cái nghĩa trang An Bình, TV muốn nhắc lại quý anh chị em là nghĩa trang quân đội đó, nghĩa trang quân đội Biên Hòa đó, bây giờ đã đổi tên là An Bình rồi. Mà TV 256 nghe được quý anh chị em muốn vào nghĩa trang quân đội đó, quý anh chị em phải ghi sổ nha, tên tuổi rồi chứng minh nhân dân rồi địa chỉ ở đâu. Cái chính sách như vậy đó làm sao mà gọi là hòa hợp hòa giải được. Chính sách đó rất là kỳ thị, rất là khốn nạn đối với những người tù trận. Nó khác xa bên Mỹ. Bên Mỹ người ta cũng có nội chiến và người ta biết thương yêu nhau rồi. Còn đây mình phân biệt rất là rõ ha. Thứ nhất là nghĩa trang quân đội là nơi mà có mồ mả của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, có hàng chục ngàn người, hàng chục ngàn người gọi là hy sinh cho cái đất nước mình, đúng không? Mà hàng chục ngàn người gì đó mà nó là linh thiêng lắm, đâu phải, tại sao mà các anh phải sợ hãi mà đổi đi cái tên là An Bình như vậy? Rồi các anh cho rằng là các anh hòa hợp và giải dân, người dân là người không có quyền, đúng không? Trong khi các anh cầm quyền thì các anh đưa ra những cái chính sách như vậy để mà thành ra đó, khi mà nghe tiếng mà chống đối của người dân thì phải hiểu rằng là có thể là do cái chính sách của mình làm sai quấy điều gì hay không, thì cái đó mới là đúng. Quý anh chị sáng tác những bài nhạc rất là đặc biệt ở trong tù, rồi khi anh được thả ra sau 37 năm tù, anh cầm cái đàn nghêu ngao hát những bài hát của quân Việt Nam Cộng Hòa. Quý anh chị em nghĩ như thế nào về điều đó? Người cộng sản có thay đổi được cái một cái người yêu nước như vậy không? Ảnh đâu phải là cộng sản, nó dựa vào cái chủ nghĩa cộng sản. Cái sự chủ nghĩa cộng sản là cái chủ nghĩa tội ác, đúng không? Nó lấy tất cả các phương tiện để mà nó đoạt được cái cứu cánh. Nó dù là tội ác cách mấy, nó cũng thực hiện cho bằng được cái cứu cánh. Cái cứu cánh đó là cái cứu cánh nó nắm quyền tuyệt đối. Nó không muốn gọi là một người nào không có làm gì mà tốt đẹp cho cái quê hương đất nước. Ngoài từ cái vấn đề phá hoại và tiếp tục phá hoại cái quê hương đất nước này. Mong rằng những lời TV256 chia sẻ ngày hôm nay với quý anh chị em, quý chị em nhận thức được mình đó là một cái người mà bị lừa bịp từ suốt mấy chục năm nay, không có biết được sự thật. Hoàn toàn các anh em không có biết được sự thật ngoài này đâu. Bởi vì đó không có lạ gì một cô gái rồi là như là cô Đoàn Thị Thùy Dương qua đây chưa đến một năm, cô thấy giống như là cô thấy sự thật. Cô đưa ra những cái câu chuyện rất là ý nhị, cũng như là giống như là cô giống như là một con ếch mà ở dưới cái đáy giếng. Con ếch ở dưới đáy giếng nó chỉ nhìn ở trên cái mặt đáy giếng nó tròn tròn vậy thôi, nó nghĩ là bầu trời như đó thôi. Đến hồi cô ta ra được hải ngoại rồi, cô ta sống ở Na Uy hiện tại, thì cô Thùy Dương mới diễn tả lại tất cả cái bầu trời đó cho quý anh chị em trong nước.
phải nói cá nhân TV256 rất là khâm phục cái những lời mà chia sẻ của cô Thị Dương, rất là khâm phục. Có những câu nói rất là lưu loát, rất là tự nhiên,